Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay là một cái clip khá là đặc biệt. Thì như bình thường thì là clip bán lan, tuy nhiên thì hôm nay sẽ là một cái clip tặng lan nhé mọi người. Thì cái dịp hôm nay là dịp kỷ niệm nhân dịp kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên đạt từ cái lượng người đăng ký là hơn 100.000 người. Thì giúp kênh trở thành một trong số những kênh về lan rừng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thì cũng nhờ sự giúp đỡ cũng như là sự ủng hộ của các bác anh chị trên toàn thể đất nước. Thì hôm nay thì bên em có một cái event nhỏ nhỏ thì cũng tặng một số về lan đây. Kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên thì cũng đã trải qua quá trình vận hành khá là nhiều năm. Thì mới đạt được một cái con số mơ ước như ngày hôm nay thì cũng chính là nhờ sự ủng hộ của mọi người. Thì cái quá trình vận hành thì cũng có khá nhiều là thiếu sót, bởi vì cái lĩnh vực lan rừng nó khá là nhạy cảm nha mọi người. Thì cũng may mắn là được các bác anh chị thứ nhất là giúp đỡ, thứ hai là cũng rất là cảm thông. Thì bên em sẽ cố gắng ngày càng hoàn thiện hơn và luôn cố gắng làm hài lòng tất cả các bác các anh chị yêu lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay thì bên em tặng một số dê ở đây, nói chung là cũng gọi là tấm lòng nhiều nhưng mà của thì ít thôi mọi người. Thì hôm nay thì cũng chỉ là tặng 5 dê lan đây thôi đó. Thì em có đánh số thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5 đó. Thì nó sẽ tương ứng với là giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm. Thì chương trình thì cũng như mọi khi thôi. Đây là một cái chương trình tri ân mọi người. Thì các bác anh chị biết vào chúng ta tham gia dự đoán trúng thưởng thôi. Thì cái cách thức thì là chúng ta sẽ lấy kết quả xổ số của đài Quảng Ngãi đi. Đài Quảng Ngãi ngày thứ bảy sắp tới đây. Tức là hôm nay là ngày 19 là thứ năm, thì thứ bảy là ngày 21 nha mọi người. Ngày 21 tháng 9 năm 2019 thứ bảy, chúng ta sẽ lấy kết quả xổ số 3 số giải 7 đài Quảng Ngãi ngày 21 tháng 9 năm 2019. Thì mọi người chỉ cần dự đoán 3 số kèm theo số điện thoại của mình ở dưới phần bình luận thôi. Thì nếu mà các bác các anh chị trúng giải thì em sẽ liên hệ và trao thưởng luôn nhé mọi người. Thì mọi người chỉ việc đăng ký tham gia thôi. Nói chung là cái cũng giống như mọi khi thôi. Mọi khi thì em cũng thường tặng, nhưng mà mọi khi tặng một dê thôi. Còn bây giờ thì cũng nhân cái dịp khá là đặc biệt thì tặng tới cho mọi người chúng ta 5 dê, thì để gọi là cũng tăng thêm cái cơ hội trúng thưởng cho các bác. Nói chung là để em quay từng dê cho mọi người nha. Thì đầu tiên là cái dê số 1 đây. Một dê đất côi nù lá dày rất là đẹp đây. Đó, đây sẽ là cái giải nhất ngày hôm nay nhé mọi người. Độ dài của dê này thì nó cũng rơi vào tầm 35-40 cm. Đó, lá mướt đẹp nha. Và giải thứ hai, giải nhì sẽ là một dê đây, cũng gần tương tự. Đó, tất cả đều là hàng bốc rừng nhé mọi người. Dê thứ ba, đây sẽ là một cái dê nguyên bản nha. Đó, tất cả đều là giải hạt vùng con tôm nha. Giải tư, đó, thì đây một cái dê có tới 3 mầm lận nguyên bản. Và cuối cùng là giải số 5. Đây là một dê nguyên bản đây. Dê này thì cái cục cổ khá là to nên là có thể lúc gửi đi em sẽ cắt ngắn bớt nha mọi người, cho nó nhẹ, vận chuyển đi nó đỡ hư hỏng nữa. Đó, thì cái thể lệ chỉ đơn giản vậy thôi. Mọi người chỉ việc comment dự đoán 3 số giải 7 đài Quảng Ngãi ngày 21 tháng 9, tức là rơi vào tầm thứ 7, ngày thứ 7 tuần này nè. Kèm theo số điện thoại để bên em có thể liên hệ khi trúng thưởng. Thì mọi người để đảm bảo cái cuộc vui chơi chúng ta nó công bằng thì mọi người một bình luận nha. Và không chỉnh sửa, nếu mọi người mà lỡ chỉnh sửa thì chúng ta có thể xóa comment và chúng ta comment lại nha. Chơi dự đoán thì một comment thôi nhé mọi người. Còn ví dụ mọi người nói chuyện thảo luận thì thoải mái. Rồi, nói chung là cũng là một cái chương trình vui thôi mọi người, gọi là của ít lòng nhiều thôi. Chủ yếu vẫn là bên em sẽ cố gắng sắp tới sẽ nâng cao cái chất lượng dịch vụ đó, để các bác anh chị chúng ta luôn hài lòng khi dùng dịch vụ bên em. Rồi, nói chung văn em thì nó cũng không hay lắm nên là nếu mà nói chuyện có điều gì thiếu sót thì cũng mong các bác các anh chị hết sức là thông cảm nha.
Thì chúc cho các bác anh chị ngày càng nhiều sức khỏe và luôn có những cái vườn lan đẹp để chăm sóc cũng như là thư giãn sau những cái giờ làm việc căng thẳng. Rồi xin cảm ơn mọi người. Một cái cột mốc rất là quan trọng trong sự nghiệp cũng như là sự phát triển của kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Cảm ơn hơn 100.000 các bác các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Rồi xin chào mọi người nha, chúc mọi người tham gia clip vui vẻ. Và em chắc chắn với mọi người là 5 phần quà đây sẽ được trao cho tất cả mọi người nha. Nếu các bác các anh chị mà không dự đoán chính xác nhất thì em cứ lấy lần lượt thôi. Lấy 5 người dự đoán gần chính xác nhất và nhanh nhất nha mọi người. Đó, và chúng ta sẽ chốt giải vào lúc 4:30 chiều ngày thứ bảy nha, ngày 21 tháng 9 năm 2019. Bởi vì cái tầm cỡ hơn 5 giờ là bắt đầu xổ số rồi, thì chúng ta chốt giờ đó là đẹp nhất. Đó. Rồi, mỗi người một bình luận và không chỉnh sửa nha mọi người. Rồi xin cảm ơn mọi người ạ.